Hello các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với channel Hữu Nghị Đồng Tháp của mình nha. Bữa nay bây giờ hổng hướng dẫn chưa chữa nhưng mà quay ông thầy nói cầu lâm chơi nè. Mình quay ổng thì khớp các bạn ơi. Đây, thầy Dung nha, 86 tuổi ngược. Dạ anh Hải, một cặp nha. Còn đây là chú Năm Lận với em Hoàng Phúc. À, cặp này cũng ngang tài ngang sức nha các bạn. Đó, thấy tướng thầy thủ là biết ngon rồi đó. Rớt rồi. À, chú Năm Lận đã đỡ hụt cái cầu rồi nha các bạn. Bắt đầu anh Hải giao cầu nha. Hụt nữa đây nè. Thầy ơi. Đó. Thấy chưa ông thầy ngon lành không các bạn? Quá trời rồi. Quá trời anh thầy ơi. Ra ngoài thầy ơi. Đó. Đưa thầy lên YouTube nha thầy. Thầy ơi. Thầy ơi, con lấy hình ảnh thầy con quăng lên mạng nha thầy. Đó, bây giờ thầy Dung phát cầu nha các bạn. Quá hay. Sát sát lưới thôi mà các bạn ơi. Ra ngoài anh Hải ơi. Ra ngoài ơi. Đây cao thủ thầy Trung nha các bạn. Đây, đây là cao thủ. Thầy Trung giò rất là dài nha các bạn. Còn đây nặng ký, nặng thủ à. Coi chừng thầy Dung ơi. Đó. Coi chừng thầy Dung ơi. Coi chừng. Để mình đi xa xa mình quay cho bạn xem nha. Ở gần quá quay nó không có hết được cái sân cầu bạn ơi. Đó. Ghê, quá dữ. Quá dữ thầy ơi. Quá dữ rồi. Rồi hư rồi. Anh Hải làm hư hết trơn á chửi anh Hải ơi. Ông thầy cũng đánh đang ngon mà. Giờ bây giờ là tới lượt em Phúc phát cầu nha các bạn. Phúc nó cao quá trời cao bự con đập thấy ghê lắm mọi người ơi. Quá dữ thầy ơi. Thầy Dung bỏ cái cầu quá ác. Làm chú Năm đỡ hụt lất luôn. Thầy ơi. Đó, ghê. Đó. Trời ơi quay phim mà ông thầy đánh quá trời quá đất ông nội ơi. Rồi chết quá thầy ơi. Tới lượt chú Năm phát cầu nghe các bạn. Hay quá anh Hải ơi mà không qua lưới. Đây là sân cầu lông miệt vườn nha các bạn. Đây là sân trường học nha. Mượn tạm cái sân trường học để mà chơi cầu lông vào buổi sáng. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nha các bạn. Ông chủ nhiệm câu lạc bộ đó. Đây. Thầy Dung cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ nha. Chuyên gia đi thu tiền luôn nha các bạn. Nhưng mà không có đóng tiền nha. Chủ nhiệm câu bộ kim luôn thủ quỹ nha các bạn. Đó, ra ngoài thầy ơi. Chết rồi, chết rồi. Chết ông thầy tôi rồi. Bắt đầu tới chú Năm phát cầu, anh Hải đỡ. Hay quá anh Hải ơi. Thầy ơi, chết ông thầy tôi rồi các bạn ơi. Đó, thầy đỡ nè. Đó, thầy đánh ngang ngang lưới không các bạn ơi. Chết rồi thầy ơi, chết rồi thầy ơi. Sao thầy không bay lên thầy? Thầy không chịu bay lên trơn. Bay không nổi. Chết chết nè. Đó. Chết 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 thầy. Ôi ôi thầy ơi. Thầy ơi. Ghê ghê. Quá dữ. Hay quá thầy ơi. Thôi con ngồi ở đây con quay thầy ơi, nãy giờ đi vòng vòng hơi chóng mặt rồi thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Cố lên thầy ơi. Thầy ơi. Đó. 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 Bực bội rồi. Thắng rồi thầy ơi. Bắt đầu tới thầy Dung giao cầu nha các bạn. Rồi chết anh Hải rồi anh Hải ơi. Tới Hoàng Phúc nó phát cầu các bạn ơi. Thầy ơi. Chết với ông thầy tôi liền ông chụp lưới. Chuyên gia chụp lưới mà. Thấy ghê không nhìn mặt ông đập qua nhìn mặt ông kìa. Ghê không các bạn. Coi tướng ông lại ông ngồi kìa ông đứng kìa. Đó. Rồi. Ông đập ngang ngang lưới không à. Rồi. Xong rồi. Rồi tới chú Năm phát cầu ngoài coi. Bắt đầu ông thầy đỡ nha.
chết với thầy, sửa lưng rồi hả thầy, chết với thầy tôi đó, chết với thầy nữa nè đó thầy ơi, đó thầy ơi. Rồi thầy Dung bắt đầu giao cầu nha các bạn. Có qua lưới hay không? Trời ơi, phát quá cao. Chết ra ngoài. Cầu đó ra ngoài. Súng lên cho thầy. Chết. Chết thầy ơi. Chết giùm thầy à. Chết giùm thầy ơi. Đánh ngay ông thầy là chết liền. Mà đánh cái đó mày quay nha. Dạ dạ dạ. Trời ơi trời, thắng thầy là lớn. Đó. Đó hay quá thầy ơi. Quá dữ. Chết thầy à. Thầy ơi, thầy ơi. Quá dữ. Hay quá thầy ơi. Rất tiếng. Thiếu tôi tí xíu lực nữa qua lưới rồi. Chết thầy ơi, thầy đâu ơi, thầy ơi, thầy ơi, rồi ra ngoài luôn rồi. Cái gì chặn cái lưới kia đó, chặn bữa sớm mà chặn thấy tao bập cái là rủ mẹ nói vậy để ông thầy được rồi. Ngoài thầy ơi. Chết với ông thầy nè, chết với ông thầy liền đó, chứ giỡn hoài hả, giỡn với ông thầy tôi hả. Năm nữa không nổi. Chết với ông thầy, chết với ông thầy rồi. Hay quá thầy ơi, quá hay thầy ơi. Chết với ông thầy nữa, chết với ông thầy nữa rồi. Rồi thầy chạy không nổi các bạn ơi. Thầy năm nay là 86 tuổi ngược nha các bạn. Nhưng mà còn rất là khỏe nha. Đó. Trời ơi, xém. Xém qua lưới rồi. Tí xíu nữa thôi thầy. Đó. Thầy ơi. Thầy ơi. Dứt thầy. Sửa lưng thầy. Hay quá. Thầy lên chụp lưới luôn rồi. Trời ơi. 28. Đó thầy. Chết thầy. Rồi xong luôn. Hay quá thầy ơi. Thầy đánh trước máy quay thầy đánh hay quá mà sao thầy sau khi tắt máy quay thầy đánh dở quá thầy. Chết chứ. Ông phải đâu chạy nè, ông phải thầy ơi dứt đó cũng vậy không đó thầy ơi. Trời ơi chết rồi, chết rồi. Ông phải cái đó là xin đỡ nhẹ. Rồi thua luôn hả thầy? Đỡ nhẹ mình đỡ không được, thua. Trời đất ơi, thua rồi. Rồi còn ai vô nữa không? Đang nghỉ cổng kìa, mánh. Tới giờ về đưa con đi học rồi thầy ơi. Thầy ăn vô đi. Đây giờ này mấy anh thợ điện đang ngồi uống trà các bạn. Vô này cho ăn ai được không? Ở đây là cái trường học, nhưng mà trường học bây giờ không còn dạy học nữa mà bàn giao cho bên công ty điện lực Đồng Tháp các bạn ơi. Đó. Bây giờ đây là văn phòng điện lực nè. Đây là những cái thiết bị. Đây là những cái trạm biến áp nè. Mấy cái bình. Đó. Thôi. Mình kết thúc video đây nha các bạn. Tới giờ về đưa con học rồi. Tạm biệt mọi người. Rồi.